thế hệ thứ ba. Nhà sàn này là ba thế hệ. Ba thế hệ. Chúng họ gì ạ? Ma Doạn. Ma Doãn Gia, Ma Doãn Lợi. Ở khu này toàn là ma đúng không? Đúng rồi, cái xóm này đại là chỗ họ ma. Nhiều miếng kính nhiều không chú? À, ít thôi. Cháu tưởng là anh Giao thợ điện cơ. Giao thợ điện ít lại ở ngoài Thẩm Tâu à? Cái đấy là Thẩm Tâu à? Ừ, Thẩm Tâu. Cái này là không phải mẹ tròn con vuông đâu mà mẹ vuông con vuông cơ. Đây là ruộng đồng của mình, ngay cây đây hết rồi. Cũng mấy đám ở đây thôi, còn ở bên kia. Nhà mình có mẫu không? Tam sò. Có đất rừng ấy. Đất rừng thì có. Và sao? Hay là ngay đây, ngay vườn sau ấy? Ngay liền đây này, cái cây khu trồng quế này. Đúng hết tao. Tuột với cái số mà nhiều phát. Đường hết tao đúng, được cái vào. Gần được ấy, được ấy. Dài bao nhiêu? Khoảng dài sâu bao nhiêu? Bây giờ nó là thành từng mảnh thôi. Ở bên kia thì không, nhưng mà nếu chúng ta thì nó phải dài 100 mét nhỉ? Hơn đấy. Thì quế không ạ? Từ quế vừa rồi thì lại trồng keo. Bãi cỏ thì cũng bãi cỏ không học thua phát. Cứ để cỏ chú này, sau nó ăn thua đấy. Thế là con nó phát đi, cái bây giờ ông có làm được đâu. Làm chủ thế thôi. Quế ông trồng nhanh như cọ bắt đầu bây giờ. Vâng, cháu xin. Đúng không? Có hàng 100 năm mới được trồng được. Mình có đất thì cứ để lại ít rồi. Đến lúc nó có giá ấy. Nó lại có giá như cây xưa thì sao? Cái như cây chám ngày xưa các cụ cũng chặt nhiều không ạ? Phải rồi. Bây giờ quả nó đắt thế. Đắt hơn thịt. Như cái vào khoảng tháng 10 thì đi chặt cái cây chám nó chảy ra, nó có cái nến lên là nó cháy thì là cứ chặt để làm tết. Vâng vâng. Chặt để nó khô. Vâng, cho nên cháu nghĩ là công cứ nên giữ đi ạ. Bây giờ biết lên tiền rồi thì hết. Vâng.